B thì hồi nãy mình đã xác định hai ăn can là gì? C3H6 với lại C4H mấy? H8 tác dụng với brom thì mình thu được nè. Đề bài nó cho nè, đâu rồi? Bình tăng nè, bình tăng là khối lượng của hai này, được chưa? Bao nhiêu? 13,44. Tiếp sản phẩm thu được nhiêu? 61,44 gram. Nhớ sản phẩm nha. Nhớ khối lượng của bình tăng nha. Bắt đầu viết phương trình ra, đọc lên cho vui đi. C3H6 cộng tác dụng với brom đó. Chọt. Hệ số 111. Tiếp. Hệ số 1111. Hiểu. Số mol này có chưa? Chưa. Số mol này có chưa? Gọi xi. Bán. Cô bán xi thì mình bán xi. Còn cô mình gọi gì? Gọi cái đó. Lại gọi xi thôi. Xin lỗi. Mol. Rồi nhìn vô dữ liệu đề bài cho gì? Khối lượng mình tăng. Lấy cái bút quạt coi. Trong phản ứng á, khối lượng mình tăng là cái chỗ nào? Quạt vô cái trong cái phản ứng coi. Đây hả? Đây nè, hai cái phản ứng á, hoặc làm sao mà ra khối lượng của bình tăng. Mẹ chà, khối lượng của bình nè. Tiếp, khối lượng của sản phẩm. Khối lượng của sản phẩm nha, nghe kỹ tiếng Việt Nam nha. Rồi gạt đi, quay đi. Ok, rồi tự viết ra hai phương trình. Tìm x, có x rồi đọc công thức. Phần trăm khối lượng bằng M. Không. Ừ, nhưng mà ở đây là khối lượng thì mà khối lượng của từng chất thì là chất 1 chia cho M hỗn hỗn hợp nhân 100 nha. Còn là hồi xưa là học là 100%. Biết khối lượng của hiểu không? Còn muốn tính khối lượng của cái hàng còn lại, cái hàng số 1 nè. Muốn tính hàng số 2 thì lấy 100% trừ M phần trăm của M M1 hoặc các hai cũng tính y chang bằng công thức này, hiểu không? Có cần viết ra hệ phương trình không? Không, ừ, tự tin lắm.